truy trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc giám sát, sử dụng các nhà thầu phụ tham gia thực hiện tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Về tiến độ, thanh tra kết luận dự án giải phóng mặt bằng còn chậm. Cụ thể, UBND các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình ban hành thông báo thu hồi đất trong năm 2012 đến 2013, nhưng đến giai đoạn 2016-2022 mới bàn giao được mặt bằng. Theo thanh tra thành phố, các đơn vị trên chưa thực hiện đúng quy định về thời gian. Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Luật Xây dựng, quy định về thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị chưa thực hiện đúng tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội. Công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa thực hiện xong, dẫn đến dự án bị kéo dài. Do đó, thanh tra thành phố Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố giao Sở Nội vụ xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân để xảy ra các tổn hại nêu tại phần kết luận, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định. Cơ quan này cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức kiểm tra rà soát lại các đơn giá áp dụng trong việc lập, thẩm định phê duyệt dự toán ban đầu đối với gói thầu số CP01, CP02. Việc rà soát làm căn cứ để thực hiện việc điều chỉnh giá theo quy định đối với nhà thầu thực hiện hai gói thầu trên, cũng như thanh toán, quyết toán với đơn vị thực hiện hai gói thầu.